Xin chào tất cả mọi người, và tôi là Bùi Xuân Hạnh, founder của dự án Bánh Xe Nhỏ. Và để nói có khó hay không thì thực sự nó rất là khó. Tôi còn nhớ là sau 7749 lần tôi lên công ty lăn lê bò toài đó và cố thuyết trình mọi người về rất nhiều lần thay đổi của dự án của mình. Người đầu tiên đã cho tôi gáo nước lạnh đó là anh Bảo Hoàng. Anh nói với tôi là: "Trời, Hạnh ơi, anh thấy khó quá. Hay là mình đổi dự án đi, hay là mình đổi đối tượng đi." Và bây giờ thì Hạnh phải cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Tại vì vào đúng cái giây phút đó thì Hạnh bừng tỉnh. Nó là bước ngoặt trong dự án của Hạnh. Và Hạnh quyết định là Hạnh phải theo dự án này tới cùng. Mặc cho là ra ngoài kia mình gặp 100 đối tượng và chỉ có một trường hợp thành công đi nữa, thì Hạnh sẵn sàng lao ra ngoài kia để tìm kiếm 1% ít ỏi đó. Và nhờ có cái quyết định táo bạo vậy thì Hạnh đã được đến rất là nhiều nơi, gặp rất là nhiều người và nghe những cái câu chuyện đằng sau đó. Và tôi thật sự rất sốc khi tôi chứng kiến những hoàn cảnh những đứa trẻ đứng trước nguy cơ bị lạm dụng, không được chăm sóc, và cả một gia đình phải chịu cảnh mưa dột, phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt, điện nước và ăn uống ở trong một căn nhà được lợp lại bằng mái tôn mà tôi tưởng chừng là chỉ cần một cơn bão thôi là có thể cuốn đi ngay lập tức. Và chính những cái hiện thực đau lòng đấy đã cho tôi được cái động lực để tôi rong ruổi dự án này trong vòng 5 tháng liên tục. Và cuối cùng tôi đã tìm ra được bản kế hoạch chi tiết về thực hiện từng bước một. Và ở trên đây là 6 bước. Và trong mỗi bước đó thì sẽ lại gồm có những bước nhỏ. Và đương nhiên để dự án có thể thành công và có thể vận hành thì cần có cả một quá trình và cần có đầu vào, đầu ra. Tôi đã tìm cách và đã tìm ra được làm sao để có thể khoanh vùng được đối tượng. Và đầu ra thì tôi rất mong mỏi, qua đây thì tôi cũng rất mong mỏi kêu gọi, đó là sự kết nối của các nhà tài trợ, các nhà đồng hành để có thể trao đi những công việc này đến với lại những đối tượng là người tiền vô gia cư và vô gia cư. Qua đây thì Hạnh muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến thương hiệu Bánh Mì Má Hải. Dạ, mọi người đang ngồi đâu ạ? Dạ, team mọi người đã đồng hành với Hạnh trong suốt thời gian qua. Đây là đơn vị đồng hành đầu tiên cùng Xuân Hạnh, và đến hiện tại thì đã trao đi 6 chiếc xe cho những hoàn cảnh người vô gia cư. Tiếp theo đó thì Hạnh cũng muốn, để thuận tiện hơn thì Hạnh rất là cảm ơn đến Ngân hàng Nam Á. Ngân hàng Nam Á đã đồng hành cùng Xuân Hạnh đến tận nơi, từng gia đình để có thể giúp họ mở ra những tài khoản. Đây là một công việc để có thể phục vụ cho công việc kinh doanh rất là tốt. Và tất cả là nhờ có chiến dịch xanh bền vững của Ngân hàng Nam Á. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Và đặc biệt, Hạnh muốn gửi lời cảm ơn đến tổ chức MSD, người mà đã cho Hạnh rất là nhiều lời khuyên. Và đặc biệt, đó là Oanh. Oanh đang ngồi ở đâu vậy Oanh ơi? Người mà đã đến tối ngày hôm qua 12 giờ đêm vẫn gọi điện cho Hạnh đâu ạ? Oanh đâu ạ? Hello Oanh, đã cảm ơn Oanh nhiều. Người đã cho Hạnh rất là nhiều ý tưởng. Cảm ơn Oanh ạ. Và đến bây giờ thì một chiếc bánh xe như vậy được lăn bánh là nhờ có là bánh mì Má Hải. Một chiếc xe như vậy thì có trị giá là 7,5 triệu. Ngoài ra thì Bánh Mì Má Hải sẽ đồng hành cùng các hộ gia đình 10kg chả cá trong thời gian đầu. Còn những chi phí còn lại là về nguyên vật liệu này, bình ga và các vật dụng thì Hạnh sẽ là người chi trả, rơi vào khoảng 2,5 triệu trên một xe. Vậy thì là một xe để lăn bánh là rơi vào khoảng 10 triệu hiện tại. Và tưởng chừng là khi Hạnh đã có tất cả trong tay về là bảng kế hoạch, bảng số liệu đã được số hóa như này đây, và những doanh nghiệp đồng hành, tất cả mọi người đồng hành, thì Hạnh vẫn rất lo sợ khi mà mình thực hiện dự án lần đầu tiên, chiếc bánh xe nhỏ đầu tiên của Hạnh lăn bánh. Cũng giống như là khi mà Hạnh đã chiếu lên là tập 1 phát sóng trong Road to Miss Cosmo thì có hơn 50% mọi người không có tin. Và mọi người cho rằng là dự án của Hạnh là viển vông. Mọi người đặc biệt rất là quan tâm đến bánh xe đầu tiên của Hạnh, đó là gia đình có 7 người con. Khi mà thấy có rất là nhiều dấu hiệu bất thường. Và thật sự là đến bây giờ thì Hạnh phải thông báo là bánh xe đó đã ngừng lăn bánh. Bởi vì là sau rất nhiều nỗ lực và đổi lại là gì? Là họ liên tục không nghe máy. Và họ ngưng nghỉ bán liên tục. Vì vậy chúng tôi đã buộc phải thu hồi lại chiếc xe, mặc dù không muốn một chút nào. Lúc đấy thực sự là Hạnh đã rất là tuyệt vọng. Tại vì nó cũng là cái bánh xe đầu tiên của Hạnh mà nó đã ngừng rồi. Vậy thì Hạnh sẽ đi về đâu? Và Hạnh đang băn khoăn không biết làm gì. Thì cuối cùng một tia sáng đã đến.
khi chiếc bánh xe thứ hai của Hạnh lăn bánh. Đó là trường hợp chị Vân Anh. Khi những ngày sau đó thì Hạnh bắt đầu nhận được những dòng tin nhắn vào lúc 5 giờ sáng. Và đến cuối ngày thì chị thông báo với Hạnh là: "Ngày hôm nay tôi đã bán được 50 ổ rồi cô Hạnh ơi. Ngày hôm nay tôi bán được 70 ổ rồi cô Hạnh ơi. Và có ngày lên tới 100 ổ. Và ngày hôm nay thì Hạnh đứng đây rất tự hào và rất là vui để thông báo đến mọi người rằng hiện tại chị Vân Anh, con số thu nhập hàng tháng của chị lên tới 7 con số 0. Và ngoài ra, đáng kinh ngạc hơn nữa, chị Vân Anh đã chuẩn bị và đang lên kế hoạch để mở bán một chiếc xe bánh mì thứ hai. Và ngày hôm nay, chị Vân Anh cũng đang có mặt ở đây cùng với lớp 3 em nhỏ. Cảm ơn chị Vân Anh rất là nhiều, thật sự ạ. Tại vì vào thời điểm đó thì chị Vân Anh chính là người đã truyền động lực ngược lại cho Hạnh khi mà Hạnh đang rất là tuyệt vọng. Tôi tin rằng chị Vân Anh chỉ là một trong vô vàn người mà chúng ta có thể giúp đỡ. Và với một hoài bão, đó là có thể gắn kết những bánh xe nhỏ này lại trở thành một cỗ máy lớn. Và một cỗ máy lớn này chỉ có thể thành công với sự chung tay và chia sẻ của tất cả mọi người. Mọi người có thể chia sẻ thông qua là những doanh nghiệp, là những đơn vị sẽ đồng hành. Tương tự như đơn vị đầu tiên đồng hành với Xuân Hạnh, đó là bánh mì Má Hải. Hạnh rất mong rằng là những thương hiệu sau đó ở trên đây sẽ là rất nhiều những thương hiệu kết hợp cùng bánh xe nhỏ để có thể lan tỏa hơn nữa. Mọi người có thể chia sẻ là bằng hiện kim. Hiện kim ở đây là gì? Hiện kim đó là một chiếc xe bánh mì với trị giá 10 triệu. Với mỗi chiếc xe này, chúng tôi sẽ có nhiệm vụ thông báo đến mọi người về thông tin, vị trí của chiếc xe. Và mọi người sẽ được mời đến vào ngày khai trương, ngày lăn bánh đầu tiên của chiếc bánh xe đó. Hiện kim là gì? Hiện kim là mọi người cũng có thể trở thành một khách hàng để mua những ổ bánh mì này đến từ những hộ gia đình, những quầy bán của bánh xe nhỏ. Và đặc biệt, Hạnh rất cần sự chung tay của tất cả mọi người để có thể lan tỏa hơn nữa về dự án của Hạnh, về dự án bánh xe nhỏ. Và mọi người ơi, nếu mọi người có biết được bất kỳ một trường hợp nào vô gia cư, tiền vô gia cư và có nguy cơ vô gia cư, mọi người có thể nhắn tin trực tiếp cho fanpage Xuân Hạnh hoặc là nhắn qua email đã được ghim ở trên fanpage của Xuân Hạnh ạ. Và tôi tin rằng là với sự chia sẻ của tất cả mọi người thì cái hoài bão mà tôi vừa nói đến là một cỗ máy lớn sẽ thực hiện và trở thành sự thật. Và ngày hôm nay tôi đứng đây để cam kết rằng 100% số tiền từ thiện của các quý vị đóng góp sẽ được chuyển thành công việc dành cho những người vô gia cư, tiền vô gia cư và có nguy cơ vô gia cư ạ. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì cũng có một cái tin vui muốn chia sẻ với anh Hoàng, Châu và đặc biệt là Xuân Hạnh. Trong vòng 20 phút kể từ khi công bố dự án bánh xe nhỏ, chúng ta đã nhận được về cho dự án là 73.510.000 đồng. Rất bất ngờ đúng không? Trời ơi, thật đấy ạ. Ui, là sau 20 phút ạ? Đúng rồi, chỉ sau 20 phút thôi. Dạ, em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Và Hạnh xin hứa là Hạnh sẽ là người tiếp tục dự án này cũng như là vận hành dự án này dài hơi, cũng như là không để phù lòng những sự mong mỏi của mọi người, và mong rằng là những chiếc bánh xe tiếp theo lăn bánh thì sẽ có sự xuất hiện đồng hành của mọi người trong những ngày khai trương nha. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. À.